Thưa quý khán giả, sáng nay, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm với chủ đề Phụ nữ đồng hành cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Cần Thơ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn và các việc làm thiết thực của phụ nữ để đồng hành cùng vượt qua đại dịch bằng các tham luận, vai trò và đóng góp của phụ nữ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực trạng vận dụng kỹ năng áp dụng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện phòng chống dịch, mô hình xã hội hóa chung tay chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Qua các tham luận có thể thấy, phụ nữ đã đóng góp rất nhiều cho công tác phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua. Điều này đã được ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Cần Thơ đánh giá cao tại buổi tọa đàm. Những đề xuất kiến nghị hiến kế của các chị em rất hay và hiệu quả, thiết thực để thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch và thích ứng an toàn linh hoạt trong thời gian tới. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, ông cũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể chị em phụ nữ.